Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo đã chính thức đi vào hoạt động sau khoảng thời gian dài huấn luyện viên Park Hang-seo cùng cộng sự ấp ủ kế hoạch. Thông qua học viện mang tên mình, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn góp sức đào tạo cầu thủ trẻ, phát triển phong trào bóng đá cộng đồng nhằm giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu mà huấn luyện viên Park Hang-seo từng đề cập sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm 2023. Sau nhiều năm cống hiến và tận tâm cho bóng đá Việt Nam, tôi rất vui khi thành lập học viện cộng đồng này với mục đích nuôi dưỡng các tài năng trẻ và đưa bóng đá trẻ Việt Nam lên một tầm cao mới. Ban tổ chức phương châm của chúng tôi là tôn trọng, yêu thương và phát triển, thể hiện các giá trị cốt lõi của học viện. Chúng tôi tin rằng thông qua sự tôn trọng, tình yêu và sự phát triển không ngừng, chúng tôi có thể truyền cảm hứng cho không chỉ các cầu thủ xuất chúng mà cả những cá nhân xuất sắc. Mục tiêu của chúng tôi là kết hợp đào tạo bóng đá với phát triển nhân cách, đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi sẽ xuất sắc cả ở trong và ngoài sân cỏ. Tại Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo, chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tình yêu bóng đá, tinh thần thể thao mạnh mẽ và cam kết không ngừng phát triển bản thân. Các huấn luyện viên người Hàn Quốc giàu kinh nghiệm của chúng tôi được trang bị giáo trình đào tạo tiêu chuẩn quốc tế, sẽ nuôi dưỡng tài năng của các học viên và cung cấp cho các em những kỹ năng và kiến thức cần thiết để cạnh tranh trên vũ đài thế giới, huấn luyện viên Park Hang-seo viết trên trang cá nhân. Hiện Học viện bóng đá của ông Park có trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP, Hà Nội.